Chào mừng các bạn quay lại với Convai Shop. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi IP bằng Huawei E3372AT của anh em nhé. Ok, và đầu tiên mình sẽ vào Google Chrome. Mình gọi IP là 192.168.8.1, trang quản trị của thiết bị anh em nhé. Đó. Sau đó vào trang quản trị như thế này. Mình vào cài đặt kết nối nè. Mình sẽ cài đặt profile. Sẽ chỉnh về tiếng Anh để dễ dàng thao tác hơn. Profile name anh em cài giúp cho mình một cài manual, sau đó add một cái new để cấu hình profile name Ignite. Sau đó anh em cái ABN ở dưới cũng để y như vậy, set default nha anh em. Yes. Sau đó anh em chọn Ignite giúp mình nhé. Mình sẽ vào trang web để check IP, đó là IP ha. IP lần đầu này, mình sẽ để vào đây để nốt lại. Sau đó các thao tác tiếp theo chỉ cần thay đổi qua lại từ cái cấu hình profile mới đây mình. Sau đó mình sẽ đổi lại file name hay bằng Ethernet lại. Anh em thực hiện cái thao tác này qua lại để đổi IP nha. Sau đó mình sẽ vào để check IP thử và đổi IP rồi anh em nhé. Anh em cứ thực hiện thao tác giống y như vậy, IP sẽ đổi liên tục. Đó, và mình vừa mới thực hiện thao tác đổi IP cho anh em. Đó, chỉ cần đổi cái cấu hình ABN. Đó, mỗi lần thao tác vậy là ABN đã đổi. Sau 3 lần, đây anh em có thể xem.